chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Viral 1/10 nâng cấp cực kỳ hoành tráng với những món đồ chơi quốc dân đắt tiền. Đập vào ngay chúng ta đầu tiên là cái tông màu đen bạc sang chảnh cứng cáp mà chiếc xe này đang sở hữu. Được người chủ của nó trang bị thêm cho cái chiếc Viral 110 độ rất nhiều món đồ chơi đắt tiền đã làm chiếc xe trở nên giá trị hơn bao giờ hết. Ở dòng chơi mình cũng thắng Rainbow Costa, đây là phiên bản đang cực kỳ hot không dùng hiện nay trên cái dòng phân khối lớn tới trên những bản dòng kiển của không. Bên trái là tay phanh tiếp em khá thông dụng trên những mẫu xe con tay hiện nay. Có combo này tạo ra cái sự hầm hố đáng kể cho cái chiếc Viral độ. Hệ thống phanh được nâng cấp rất mạnh để Rainbow Over gắn liền với cái sự hỗ trợ cái lồng nhôm CC theo phanh đồ cố định qua cái phát nhôm CC chạy từ máy, độ sắc sảo cực kỳ cao. Phần chỉ dầu heo xám được bấm đi đầu CNC vô cùng nó bật. Hai thấm keo sau là cái một Holin được trang bị bình dầu rời nằm ở trên kích thước rất lớn. Anh em xem trong góc này thấy được cái phần bình dầu được đưa ra phía sau rất nhiều để lộ ra cái nấm chỉnh cho phép người chủ tăng giảm hành trình giảm tốc ở những đoạn đường di chuyển khác nhau. Đây là phiên bản vô cùng hiếm có, giá thành cao hơn các dòng Holin cho những chiếc Vado mà ta thường thấy. Chi tiết phần ống xả được thiết kế nguyên bản thay vì cái phần combo chất liệu titan, khả năng chịu nhiệt tốt hơn và màu sắc cũng đẹp hơn. Không quên nhắc về cái phần mâm Crespo 8 cây phiên bản ngũ mình phù hợp cho cái dòng tay ga có thể dùng được. Gunner 1/10 Presso dọn đẹp ngất ngay. Các chiếc xe con tay đang gây sốt giới trẻ Việt Nam bằng phong cách rất nặng tính, mạnh mẽ cùng với động cơ DOC 1/10 sẽ đem lại nhiều cảm hứng cho những tay chơi xe trong nước. Cùng với đó, hàng loạt những bản độ xuất hiện ra đời rất nhiều khác nhau. Điển hình là cái chiếc Winner sau đây được người chủ chọn lại một cái đẹp hết sức là thu hút người nhìn. Phát cho mình phong cách đậm chất cái thầu đã bật với cái tông màu là tem đấu Presso cùng với ba màu đặc trưng đỏ, trắng, cam. Người chủ đầu tư những món đồ chơi hàng hiệu cực kỳ chuẩn như cụm phanh Rainbow Asset. Bên cạnh đó là bộ cụm tay con CRC hải tàu sắc sảo. Nâng cấp cho cái cụm phanh trước khủng hơn với hàng dọc Rainbow 2 bit đối xứng. Bên cạnh là trang bị thêm led chở sáng. Tương tự hệ thống phanh trước sau cũng được nâng cấp với hàng của Rainbow. Cái giảm xuất sau chất chơi hơn khi được trang bị cái phục Holin. Bản độ cực kỳ ấn tượng và chất chơi đến từ một biker Việt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này và trực tiếp nhớ like, share, subscribe.